Chủ tịch chào anh em một cái thế nào. Anh em ạ, à, hôm nay chủ tịch mệt rồi, lắng mệt quá rồi. Chủ tịch đang giả đá ở cột. Hôm nay có vẻ hơi lắng. Chào bà con nhá, mà cũng phải chào bà con cái. Chào bà con, hơi đen. Đang làm cột đá anh em ạ. Anh em nào ở khu vực Hà Lam, Kim Bảng, thành phố Hồ Lý thì cứ liên hệ cho chủ tịch tên nào, cái gì Trung nhỉ? Thành Trung. À, Thành Trung. Chuyên sơn mới tạo cột đá ấy, các anh em nha. Các kiểu con đà điểu. Đấy, các kiểu con đà điểu. Bà con muốn có kiểu gì thì đấy, cứ alo. Ở nhà Hiếu đây là một mình tay em làm hết này. Hiếu giao toàn bộ nhà cửa cho em nó làm, tự làm. Cột bây giờ em đang giả đá. Coi như là hôm nay là tổng kết xong xuôi rồi. Chứ còn làm 4 cái cột đá nữa là ok các anh em ạ. Xa xa ra quay nó mới được chi tiết. Long lanh như trong tranh ấy. Hai mặt tiền. Nguyên cái quả tổ mối này em Trung bảo nhà mình hết mười mấy triệu nguyên cái tổ mối này, tiền sơn này các anh em này. Như nhà mọi nhà khác mà không làm cái tổ mối này thì một cái nhà to này chỉ lăn hết có khoảng tầm thùng rưỡi đến 2 thùng thôi, nhưng mà nhà mình hết 5 thùng à em nhỉ? 4 non 5 lít. Đấy, 4 non 5 lít đấy. Có mấy cái tổ mối này thôi mà hết nhiều phết anh em ạ. Rồi. Hết mẹ mười mấy triệu nguyên cái tổ mối không. Cột giả đá. Anh em nào mà muốn nhận thầy Trung làm sư phụ để đi học sơn bả thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu. Anh lại dẫn đến nhà để cho em Trung làm thầy nha. Có nhất đệ tử không em? Ngay. Đấy, em là nhận ngay đấy các em ạ. Anh em ạ. Nắng quá. Hôm nay được cái ngày đẹp trời.